Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh mắt theo Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu thưa rằng, Lạy Cha là Chúa trời đất, con xưng tụng Cha vì cha đã giấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy Mà lại mặc khải cho những kẻ bé mọn Dân lại cha vì ý cha muốn như vậy Mọi sự đã được cha ta trao phó cho ta Và không ai biết con trừ ra cha Và cũng không ai biết cha trừ ra con Và kẻ con muốn mặc khải cho đó là lời Chúa Lời Chúa Kitô ngợi khen Chúa Thương bạn chị em Ngày hôm nay chúng ta cùng nhau chia sẻ điểm thứ ba Trong tông thư Patrice Corde Trái tim của người cha Của Đức Thánh Cha Francisco đó là Thánh Du Xe Một người cha dân phục Khi triển khai điểm này Thì Đức Thánh Cha Phan Cô Dựa vào sự kiện Được hai tin mừng ghi lại Liên quan đến Thánh Du Xe Đó là tin mừng theo Thánh Mát Theo Và tin mừng theo Thánh Luca Trong tin mừng theo Thánh Mát Theo sự dân phục của Thánh Du Xe liên quan đến bốn giấc mộng báo của thiên thần với thánh du xe. mộng báo truyền tin dạy thánh du xe nhận maria về làm vợ làm vợ của mình để chở che để gìn giữ rồi mộng báo trốn chạy sang Ai Cập để tránh sự bách hại của vua Herodes mộng báo hồi hương trở lại đất israel và mộng báo lui về sống ẩn dật ở làng quê nazareth cả bốn lần mộng báo điểm chung lại là khi nhận biết được thánh ý thiên chúa thì thánh du xe đã lập tức làm thinh làm theo những gì thiên thần chỉ dạy không một chút nghi nan, không một chút thắc mắc do dự. Dù rằng thương bạn chị em, vâng theo thánh ý thiên chúa không phải lúc nào cũng dễ dàng. cả bốn lần dâng theo thánh ý chúa là bốn lần đầy dẫy những thử thách, những khó khăn gian khổ trước mắt. nhưng thánh Giuse xe đã mau mắn dâng theo và chính nhờ sự mau mắn dân theo đó mà thánh nhân đã giải gỡ được những thử thách, thánh nhân đã vượt qua những khó khăn và đã cứu được đức Maria và hài nhi Jesus khỏi những hiểm họa. còn trong tin mừng theo thánh Luca, sự dân phục của thánh Giuse là một cuộc là một hành trình dài dài như một chuyến đi từ Nazareth ở miền Bắc về Bethlehem ở miền Nam để khai sổ bộ vậy. Trong cuộc hành trình dài đó thì thánh du Xe đã dân phục bằng việc chu toàn những gì mà lê luật đã dạy bảo từ việc các bì cho con trẻ theo tập tục đến nghi thức thanh tẩy cho vợ mình là Maria sau khi sinh con rồi nghi thức dâng con cho Thiên Chúa trong đền thờ. Trong mọi hoàn cảnh, Thánh Giuse nói lời Fiat xin vâng như là Đức Maria nói lời xin vâng khi thiên thần truyền tin vậy, cũng như Chúa Giêsu thưa xin dân trong giường cây dầu trước khi bước vào cuộc khổ nạn. Thương bạn chị em, không những tức lời xin dân thưa xin vâng theo thánh ý Chúa trong đời sống của mình, thánh Du Xe còn chỉ dạy Chúa Giêsu biết sống dân phục cha mẹ, dân phục theo thánh ý Chúa bằng lời dạy, bằng gương sáng của mình nữa. Chính vì vậy mà Chúa Giêsu đã học biết dân phục, dân phục cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự một cách nhục nhã. Vâng thương bạn chị em, qua tất cả những điều đó cho chúng ta thấy Thánh Du Xe đã sống đức dân phục một cách hoàn hảo trong cuộc sống của mình Và Thánh nhân đã trở nên người cha gương mẫu Cho Chúa Giêsu sống đức dân phục trong sứ mạng của mình Cũng như đã trở nên gương mẫu cho chúng ta Trong việc phục tùng thánh ý của Thiên Chúa Trong đời sống của chúng ta Từ những điều đó thương bạn chị em đưa đến nhiều điều để chúng ta có thể suy gẫm. Ngày hôm nay, con xin chia sẻ với ông bạn chị em suy gẫm về hai điều. Thứ nhất, khi nhận biết thánh ý Thiên Chúa thì thánh Du Xe đã làm thinh, làm theo không một chút nghi nan, không một chút so đo tính toán chính vì dân theo thánh ý của thiên chúa cho nên thánh nhân đã mang đến nhiều điều tốt đẹp cho mình và cho nhiều ơn ích cho gia đình của mình nữa chúng ta từ đó đến giờ được nhiều lời chỉ dạy lắm từ lời chỉ dạy của thiên chúa cho đến lời chỉ dạy của con người của người này người nọ nhưng mà thương bạn chị em chúng ta có nghe hết không nhiều khi chúng ta không nghe theo bởi vì những cái lời đó không phù hợp với lại ý của mình những điều đó khi nghe theo làm cho chúng ta mất mát hy sinh vì vậy chúng ta không nghe theo đưa đến cuộc sống của chúng ta không có gì thay đổi Không có tiến triển trong con đường trọn lành Vậy thì ngày hôm nay Chúng ta hãy dùng gương dân phục của Thánh Du Xe soi chiếu lại đời mình để mà thay đổi Ngõ hầu chúng ta nôi gương bắt trước Ngài Sống dân phục trong đời sống của chúng ta Sống dân phục mới đem lại nhiều điều ít lợi cho đời sống của chúng ta sống dân phục mới đem lại nhiều điều ít lợi cho người khác cho những người mà chúng ta thương mến và sống dân phục chúng ta mới có thể tiến triển trên con đường trọn lành điểm thứ hai muốn chia sẻ với ông bạn chị em đó là thánh du xe không chỉ sống đức dân phục trong đời sống của mình Mà Thánh Du Xe còn trở nên trường dạy đức dân phục nữa Chính nhờ học trường học này Mà Chúa Giêsu đã biết vân phục qua những gì người phải chịu Mỗi người chúng ta thương bạn chị em Có ý thức được rằng Mình phải là trường học Dạy về đức vân phục cho con em của mình hay không nhiều người ngày nay than phiền rằng con em của mình nó không có chịu nghe lời ông bà cha mẹ của nó thực trạng đó có có nhưng mà chúng ta phải nhìn nhận cái việc đó xảy ra có phần lỗi của mỗi người chúng ta bởi vì chúng ta lơ là trong việc dạy dỗ con em của chúng ta sống đức dân phục bằng lời dạy của mình và nhất là bằng gương sáng của mình chúng ta hãy nhìn vào gương thánh du xe ngài đã sống và ngài đã dạy về đức vân phục cho trẻ giê xu mỗi người chúng ta cũng phải ý thức về trách nhiệm của chúng ta dạy dỗ con em của chúng ta sống đức vân phục đó bằng lời dạy và bằng gương sáng của mình nhờ gương sáng và lời dạy chân thành đầy trách nhiệm của chúng ta chắc chắn chúng ta sẽ giúp con em của chúng ta sống tốt đức dân phục xin cho mỗi người chúng ta biết noi gương thánh du xe sống trọn đức dân lời để thánh ý Chúa được thể hiện dưới đất cũng như trên trời và nhờ đó mà xin ích cho mỗi người chúng ta và cho mọi người. Amen.